Chủ trang Facebook chống giặc nội xâm nổi tiếng một thời, Trần Minh Lợi, lại bị chính quyền Việt Nam bắt tạm giam hôm 1 tháng 12 về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì những phát biểu của ông trên mạng xã hội. Truyền thông Việt Nam cho hay Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lợi, 55 tuổi, trú ở xã Ea Bờ Hốc, huyện Cư Quynh, hôm 1 tháng 12, và cáo buộc ông thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội nhiều nội dung bị cho là sai sự thật xuyên tạc. Ông Lợi trước đây được biết tiếng khi lập trang Facebook chống giặc nội xâm vào năm 2016. Trang Facebook này đã thu hút nhiều người theo dõi vì đăng các tài liệu, chứng cứ, tố cáo các hành vi sai phạm, nhận hối lộ của nhiều cán bộ, công chức. Vào tháng 3 năm 2016, ông bị công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ để điều tra với cáo buộc đưa hối lộ. Tháng 3 năm 2017, một tòa án ở tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông 4 năm 6 tháng tù về tội danh này, dù ông liên tục kêu oan và nói chỉ đấu tranh chống tai nạn tham nhũng. VnExpress dẫn lời cơ quan điều tra của Việt Nam nói, sau khi ra tù vào năm 2020, ông Lợi đã lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân. Ông thường xuyên livestream nói về những vụ mà ông nhận hỗ trợ hoặc khi làm việc với cơ quan chức năng nhà chức trách việt nam cáo buộc những nội dung này ông lợi phát trên mạng xã hội là không đúng xuyên tạc xâm phạm lợi ích của nhà nước